Thưa quý vị và các bạn, chi bộ thôn đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đặc biệt là phát huy nguyên tắc phê bình, tự phê bình là những chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khi dự sinh hoạt chi bộ thôn Đan Kim, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang buổi sáng nay. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phạm Văn Khuê, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Lê Văn Hưng, Bí thư Huyện ủy Văn Giang. Chi bộ thôn Đan Kim hiện có 85 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên tích cực tham gia ý kiến về một số vấn đề công tác bảo vệ môi trường, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ làm sao cho hiệu quả, công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên, việc xây dựng nghị quyết của chi bộ phải tập trung, triển khai hiệu quả để mang lại kết quả cao. Thảo luận về mục tiêu phấn đấu trở thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2023. Các đảng viên chi bộ đề nghị tỉnh đầu tư nâng cấp đường DT377 đi qua địa bàn đã xuống cấp để nhân dân đi lại thuận lợi an toàn, hỗ trợ kinh phí để thôn trùng tu đình làng Đan Kim đã được Ủy ban dân tỉnh công nhận di tích lịch sử năm 2013, quan tâm đến cán bộ bán chuyên trách ở thôn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao sự tích cực của các đảng viên tham gia đóng góp xây dựng nghị quyết chi bộ, thảo luận đề ra các nhiệm vụ chi bộ cần quan tâm, triển khai trong thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của cấp ủy trong việc chăm lo đời sống tinh thần vật chất của nhân dân, chi bộ kịp thời lãnh đạo ban công tác mặt trận hội đoàn thể, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn môi trường, thực hiện có kết quả ấn tượng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí yêu cầu chi bộ thôn đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, thực hiện tốt nguyên tắc phê bình, tự phê bình. Tôi đề nghị các đồng chí quan tâm lãnh đạo chỉ đạo một cái nghị quyết rất quan trọng mà Trung ương mới ban hành tại nghị quyết Trung ương năm khóa 13, nghị quyết số 21 tăng cường củng cố xây dựng, nâng cao chất lượng của chi bộ và đảng viên ấy. Đây là một cái nghị quyết rất quan trọng mà tất cả các chi bộ, nhất là chi bộ ở cơ sở cần phải quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện để nâng cao cái chất lượng hoạt động và sinh hoạt chi bộ cũng như là nâng cao cái chất lượng của đội ngũ đảng viên. Đồng thời cũng đề nghị là chi bộ quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các quy định và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về rà soát sàng lọc và kiên quyết đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng. Và tôi cũng rất là mong mỏi chi ủy và lãnh đạo thôn quan tâm xây dựng và phát huy vai trò của các tổ chức tự quản của nhân dân về bảo vệ an ninh trật tự, về bảo vệ môi trường, những cái gì mà thuộc về lợi ích của người dân, bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông tin về dự án đầu tư đường DT377 được triển khai trong thời gian tới để nhân dân yên tâm. Đối với ý kiến kiến nghị của chi bộ và đảng viên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Văn Giang và xã Liên Nghĩa trả lời.